Giới thiệu với anh em một trong những mẫu xe cực kỳ chạy bán cực kỳ tốt của Hyundai, mẫu xe Hyundai Santa Fe. Chiếc này là sản xuất 2015. Đây là một trong những chiếc xe siêu nước của Auto. Tuy là 2015 thôi nhưng mà nó chạy có hơn 4 vạn km thôi. Đây khẳng định các bạn là một chiếc xe siêu nước. Chúng ta có thể nhìn một vài điểm. Thứ nhất là nền sơn của nó. Đây là màu sơn trắng ngọc trai. Sơn trắng ngọc trai như là chúng ta có thể nhìn thấy độ sơn của nó rất là đều. Tỷ lệ sơn zin của chiếc xe này là trên 80%. Thứ hai là dàn lốp của nó. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là một dàn lốp theo xe. Còn rất là mới. Tất cả những cái đường tắt này nó thể hiện rằng là chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 4 vạn km thôi. Lốp không phải trọng. Thứ hai là cái phần đèn này. Phần đèn của Hyundai Santa Fe thì khi mà một chiếc xe đi nhiều ấy, thì phần đèn này lúc nào nó không có sự ngả vàng. Tuy nhiên các bạn có thể nhìn thấy rằng nó có độ trong suốt luôn. Tức là cái xe này cái đèn sử dụng điện. Quan sát thêm phần mặt ca lăng. Mặt ca lăng chrome nếu mà một chiếc xe đi nhiều là phơi nắng phơi sương nhiều thì luôn luôn là có sự ngả vàng. Ở đây thì rất là sáng bóng. Ở đây thì khẳng định các bạn là mình chỉ có rửa nước lã thôi, chưa hề có dùng sờ ba hay là dùng hóa chất gì tẩy rửa cả. Chúng ta xem vào tổng thất để thấy được rằng là một chiếc xe 2015 đi hơn 4 vạn thì nó mới như nào. Vừa rồi chúng ta đã xem phần ngoại thất của xe, đèn sơn, đèn xe mới như nào, tổng thất của nó thì nó mới như nào. Bây giờ chúng ta xem thêm chiếc Santa Fe chạy hơn 4 vạn km. Thì cái phần máy của nó, phần da máy, tất cả những cái gì đâu, nó xét về cái phần hoạt động của động cơ thì nó có độ mới như nào. Chúng ta xem từ trên xuống dưới, chúng ta thấy được độ ngả vàng của xe nó cực kỳ đồng đều. Đấy, nó không có cái gì đấy mà đối với xe đi nhiều ấy, tất cả những cái chi tiết này ấy, nó nóng rồi, nó ngả vàng luôn, nó không có độ sáng nữa, rồi là keo chỉ. Ở đây thì nói thêm một chút về cái phần bảo hành, thì chúng ta bảo hành cho anh em luôn, tất cả cái được keo chỉ là zin nguyên bản. Xe mà đâm lỗi tất cả những cái đường ốc đường tròn này nó mới biến dạng hết, nó không làm lại được. Nhìn tổng thể ở cái phần này luôn. Đối với tôi thì đối với một người bán xe, đối với một chiếc xe như này thì quá mới luôn. Phần da máy thì các cái chi tiết nó rất là đồng đều. Các cái đèn sơn này, xe đi nhiều nhé, tất cả những cái đường bóng ở đây là gần như là nó sẽ bị ngả hết, nó không còn độ bóng này luôn đâu. Rồi là các cái đường keo chỉ này nó ngả thành màu vàng luôn. Chúng ta thấy đấy. Một chiếc xe đi hơn 40.000 cây thì nó mới như thế nào. Đấy, rồi là một chiếc xe mà đi nhiều ấy, chúng ta xem ở phần chân máy này. Giới thiệu với anh em đây là phần cụm chân máy của xe. Cái xe đi nhiều tất cả những cái ốc điếc này là nó sẽ ngả vàng. Nó không còn tươi sáng như này nữa. Các chi tiết khác ví dụ như là để biết bằng cái xe nó zin, chúng ta nhìn cabo. Cabo này là cabo zin đã theo xe anh em nhé. Chưa có hề tháo vặn mở hết gì đâu anh em ạ, nguyên bản luôn. Rồi là các cái viền đèn này, cái viền đèn này nó vẫn còn khít, nó không còn cái gì mà ví dụ một chiếc xe va chạm với cả cái đèn này nó phải tháo ra rồi nó chạy lại keo, nó không còn mới như này nữa. Tất cả cái chân đèn này của nó là zin nguyên hết anh em nhé. Đấy, vừa rồi là xem qua tổng thể cái xe anh em biết rằng là độ mới của chiếc xe này như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần khác nhé, anh em. Đây, một chiếc xe sản xuất 2015 thì cái độ nội thất của nó đã sử dụng qua 5 năm rồi. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn đến một vài điểm để chúng ta biết rằng đây là một chiếc xe có thứ nhất là rất là mới, thứ hai là cái tỷ lệ ghế của nó là zin luôn. Đây, phần má ghế là phần này hay tiếp xúc với lại người lái xe này. Phần này rất hay tiếp xúc và hay bị đè lên này. Đấy, tuy nhiên các bạn thấy đấy, các đường chỉ rồi các cái đường may của nó vẫn còn gì đấy rất là mới, nó không hề có sự nhăn núm. Đấy, rồi là phần ghế ngồi ở giữa đây. Đấy, cũng không hề có cái sự gì đấy nó biến dạng. Đấy. Đấy, chúng ta đây là xem tổng thể của phần nội thất của xe. Đấy. Một điểm nữa chúng ta nhìn có thể là nhìn cái vô lăng này. Đấy. Vô lăng cái tỷ lệ hao mòn, tỷ lệ mòn của nó rất là đều chứ không hề có cái gì đấy mà nó bóng hay là bóc trờn cả. Đấy. Nó chỉ là hao mòn theo thời gian thôi. Rất là ít thôi.
Đấy, các cái gai ở trên mặt táp mặt mặt còi đấy nó vẫn còn rất là đều, rất là nổi rõ rệt đấy. Những người ta sử dụng còi nhiều, người ta hay bấm như này này, hay bấm như này này thì tức là cái phần này nó sẽ bị mòn hơn, bợt đi. Đấy, rồi là các cái phím mà chúng ta thấy rằng là chúng ta hay sờ đến, hay sử dụng này đấy. Nhất là cái phím này này, các bạn sử dụng nhiều cái phím này, các bạn ấn thì nó sẽ mòn hết đấy. Hay là cái phím gương này, chúng ta sử dụng nhiều nó sẽ bị mòn đấy. Ở đây chúng ta thì nó cực kỳ sắc nét, nó gần như là mới luôn đấy ạ. Rồi là cái tay cầm này, tay cầm khi mà chúng ta sử dụng nhiều, cái này là nó thứ nhất là nó sẽ không có sự đàn hồi tốt nữa, thứ hai là cái phần trong này nó sẽ bị mòn đi, cái này sẽ bị ngả màu đi. Nên đây thực ra chúng ta thấy rằng nó cũng rất là mới. Đấy. Cái hàng ghế sau của Santa Fe này cũng rất là mới luôn. Đấy. Đây là một chiếc xe hoàn hảo đối với một cái đời xe 2015. Đấy. Một chút nữa về phần cốp xe nhá. Hyundai Santa Fe đời 2015, đây là bản đặc biệt, bản máy xăng 2.4, dẫn động 4 bánh, phiên bản 7 chỗ anh em nhé. Phiên bản 7 chỗ. Đấy. Chúng ta thấy rằng nó có cả cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Rồi là các cái option, các cái dụng cụ của nó gần như là chưa sử dụng gì luôn. Lưới hành lý còn nguyên ly lông luôn. Đây này, ly lông còn nguyên anh em này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Rất là mới luôn. Mua xe tại đây thì được bảo hành anh em nhé. Cam kết với anh em là xe nguyên bản, không đâm đụng tai nạn, không cấm nước. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy là cái phần thân xe này, nhìn suốt cái đường chỉ của nó này, nó có cái sự thống nhất và đều đặn, không hề có sự lượn sóng. Chiếc xe này mình bán với cái giá là 799 triệu đồng anh em ạ. Đấy, anh em nào mà quan tâm thì liên hệ Thành Long Auto nhá, hoặc qua số 6 Nguyễn Văn Cử, số 6 Nguyễn Văn Cử, Long Biên Hà Nội để trải nghiệm và lái thử xe. Chiếc xe này mình vẫn làm thủ tục trả góp đấy anh em nhé, vay được 70%, thời gian vay trong vòng 3 năm. Đấy, anh em quan tâm thì liên hệ nhá. Xin chân thành cảm ơn anh em nhá.